Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Một vết nhơ khó rửa và số phận của ông Phạm Bình Minh. Vào ngày 7 tháng 4, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 23 phiếu chống, trong đó có Việt Nam, và 58 phiếu trắng. Việc bỏ phiếu chống này xem như Việt Nam ủng hộ hành động xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là hành động ủng hộ tội ác trắng trợn bị xã hội lên án nặng nề. Được biết trước đó có hai cuộc bỏ phiếu về Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Lần thứ nhì, Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Nói chung là hành động của Việt Nam là ủng hộ Nga xâm lược đất nước Ukraine có chủ quyền. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh phát biểu chống chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên vào ngày 24 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 17, thì chính ông lại lên án chiến tranh Ukraine. Hành động này cho thấy chính quyền Việt Nam rất lươn lẹo trước bạn bè quốc tế. Chính sách ngoại giao này sẽ bị dư luận trong nước và thế giới chỉ trích nặng nề. Kiểu ngoại giao cây tre của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra, giờ đây đã phơi ra cho thế giới thấy rằng đang là một chính sách đầy tính lươn lẹo của chính quyền độc tài. Người đại diện cho Đảng thực hiện chính sách này chính là ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh vốn là người dính tai tiếng trong nước về chuyến bay giải cứu trước đó. Và giờ đây, ông Phạm Bình Minh lại thực hiện một hành động không mấy tốt đẹp này. Xem ra, ông Phó Thủ tướng Thường trực này chuốc thêm những phiền phức không đáng có cho mình. Chuyện chính trường Việt Nam rất khó lường. Bất cứ một sai sót nào, dù cho là chính sách của Đảng hay lòng tham cá nhân, đều có thể trở thành chứng cứ để các bên mang ra đấu đá, triệt hạ lẫn nhau. Và việc thể hiện chính cách trở mặt trong quan hệ ngoại giao như thế này sẽ là một cái cớ của phía bên kia được đem ra sử dụng. Đây là hình ảnh trước đây Việt Nam đã từng ủng hộ Nga xâm lược đánh Ukraine. Theo Thời báo chấm D đã đưa tin, ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng hết mọi công cụ để điều tra tiêu cực. Vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á đang được điều tra triệt lẻ và chất đầy trong kho hồ sơ. Việc của ông Trọng là muốn triệt ai thì sẽ lôi người đó ra để xử. Chính sách ngoại giao lật lọng này quả thật là một vết nhơ, và nhiều người biết rằng đấy là chủ trương của Đảng, chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là chủ trương của ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, vì ông ta chỉ là một phát ngôn viên mà thôi. Chủ trương của Đảng, nhưng người bị chỉ trích lại là ông Phạm Bình Minh, người đã nói ra điều đó. Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao ông Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn không đi mà ông Phạm Bình Minh lại đi. Ông Bùi Thanh Sơn từng thay mặt ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Anh Quốc để viếng Nữ Hoàng Anh, thì nay ông Bùi Thanh Sơn là người đại diện cho Việt Nam phát biểu vẫn hợp lý và không cần phải ông Phạm Bình Minh thực hiện điều này. Thực hiện một nhiệm vụ mang lại tiếng thơm cho Đảng thì đấy là công lao, còn thực hiện một nhiệm vụ đáng xấu hổ thì đấy là một rủi ro lớn. Có thể nhiệm vụ này sẽ không sao đối với ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, nhưng trong tình hình loạn chuyện đấu đá tranh đoạt lẫn nhau trong Đảng Cộng sản trước Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp diễn ra, thì một vết gợn của ông Phạm Bình Minh cũng là một cái cớ để phe đối nghịch đem ra làm công cụ chính trị. Đây là hình ảnh ở trong nước thì ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực đang vướng vào vụ chuyến bay giải cứu. Vào ngày 14 tháng 7, ông Phạm Bình Minh bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật khiển trách nhưng vẫn tại vị. Thế nhưng qua hơn 2 tháng đấu đá, giờ đây đang có thế lực muốn nâng mức kỷ luật lên thành thuyên chuyển chức vụ và nhường chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực cho người khác. Trong tình cảnh như vậy, người đẩy ông Phạm Bình Minh đi làm việc đáng xấu hổ thay vì để ông Bùi Thanh Sơn thực hiện thì đấy cũng là điều bất thường. Ông Phạm Bình Minh đang gặp sóng gió rất lớn, chỉ cần góp thêm chút gió nhẹ cũng có thể làm cho ghế Phó Thủ tướng Thường trực lung lay dữ dội hơn. Việc chống chèo là việc của ông Phạm Bình Minh, và chúng ta hãy chờ xem Hội nghị Trung ương 6 sẽ diễn ra như thế nào, mọi việc sẽ ngã ngũ ở đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến ngầm bảo vệ ông Tổng trong hang hùm, ai sẽ thắng ai?
ông Tổng Bí Thư đã từng một lần gục ngã trong hang hùm tại Kiên Giang. Lần đó, ông Tổng là người đi săn và lần này ông cũng như vậy. Từ sau năm 2019, các thế lực miền Nam đã dần yếu thế và vì thế ông mới hiên ngang vào Kiên Giang mà không ngán ngại ai cả. Lần đột quỵ tại Kiên Giang, bệnh viện tỉnh chỉ có ứng phó tạm thời để kéo dài sự sống cho ông, chứ Nguyễn Thanh Nghị hoàn toàn không chuẩn bị để cứu ông trong tình huống xấu nhất. Không biết vì sao bệnh viện ở Kiên Giang rất bị động khi ông Trọng ngã bệnh. Bị động này là vô tình hay cố ý, chỉ có trời mới biết. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư đã có mặt trong hang hùm. Có một số thông tin nội bộ khi đó cho biết, nếu không có sự ứng cứu của bệnh viện Chợ Rẫy thì xem như ông Tổng đã đi tại Kiên Giang. Và quả thật, ông Tổng nằm ở Chợ Rẫy khi sự sống của ông chắc chắn được đảm bảo thì người ta mới đưa ông ra Hà Nội theo dõi và tiếp tục chăm sóc. Lần này, Chợ Rẫy cũng là nơi đặt trong tình huống sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Theo thông tin từ nội bộ cho biết, đích thân ông Nguyễn Văn Nên sẽ kiểm tra và cử lực lượng phối hợp với lực lượng y tế từ Bệnh viện Quân y 108 và Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương được đưa vào. Lực lượng tại chỗ do Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm và lực lượng tiếp ứng sẽ do Hà Nội chịu trách nhiệm. Các bác sĩ giỏi nhất sẽ được trực và chờ đợi mà không làm việc thường nhật. Như vậy là bảo vệ sức khỏe của ông Tổng Bí Thư hết sức kỹ lưỡng, có đến hai lớp. Lớp địa phương và lớp trung ương. Chưa có lần nào ông Tổng Bí Thư đi thăm một đơn vị hành chính cấp tỉnh mà làm như ông ra chiến trường như vậy. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tam trụ ăn đất bao lâu nay cũng ăn không ngon, ngủ không yên vì ông Trọng cứ mỗi lần lại tìm một cách cho họ vào lò. Mà họ cũng tỏ ra rất cứng cựa là đã trụ được cái lò hừng hực của ông Tổng được những 7 năm và chưa có dấu hiệu ông Tổng có thể làm gì được họ. Nếu trường hợp ông Tổng ra đi thì xem như ba nhân vật này sẽ kê cao gối để ngủ vì sẽ không còn ai dám đụng vào ba người này nữa. Có lẽ thực lực của ba nhóm này thật đáng gờm nên cũng phải mất 3 năm trời với hàng loạt kế hoạch, dự tính và cả chuẩn bị thật chu đáo, ông mới dám vào Nam. Đây là hình ảnh theo ông Trọng vào Sài Gòn còn có bà Trương Thị Mai. Có người nói phải là ông Nguyễn Văn Nên thì ông Nguyễn Phú Trọng mới dám vào, bởi ông Trọng rất tin vào năng lực của ông Nên và tin vào lòng trung thành của ông Nên đối với ông. Nhiều người cũng không hiểu thực ra ông Lê Thanh Hải còn có những ngón nghề nào mà khiến ông Tổng phải mất đến 3 năm chuẩn bị thì mới dám vào nơi đây. Đó là câu hỏi khó có câu trả lời thỏa đáng. Một số người thì cho rằng một khi ông Tổng đặt chân vào Sài Gòn là ông Tổng tự tin về bộ máy khổng lồ bảo vệ ông. Nếu ông không chắc thắng đối với thế lực Lê Thanh Hải tại Sài Gòn thì ông đã không đi. Cho nên đa phần có ý kiến cho rằng ông Tổng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù nguy hiểm là có thật chứ không phải là ảo. Hiện tại ông Tổng đang ăn uống thăm thú tại thành phố và ông Tổng gọi là thành phố mang tên Bác. Tuy là thành phố được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt tên theo ông Hồ Chí Minh, nhưng Trung ương Đảng chưa bao giờ xem thành phố này là nơi hoàn toàn thuần phục Hà Nội. Ngay cả những người Cộng sản ở Sài Gòn, họ cũng có tư tưởng thoáng hơn Hà Nội rất nhiều. Và vì sao vùng đất này luôn là vùng đất có chứa hung hiểm, tiềm ẩn đối với thế lực tại Hà Nội? Đây là hình ảnh nụ cười đắc thắng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Như tờ Thời báo.d đã từng nhận xét, nếu ông Trọng vào Sài Gòn, ông là con hổ thật. Nếu ông Trọng vào Sài Gòn mà bị nhập viện thì ông Lê Thanh Hải là con hổ thật. Nhưng nếu ông Tổng không dám vào Sài Gòn mà hủy chuyến đi thì ông Trọng là con hổ giấy. Với những gì đang diễn ra thì ông Trọng không phải là con hổ giấy mà là con hổ thật. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ông Lê Thanh Hải là hổ thật hay hổ giấy thì cũng chưa thể khẳng định. Mời các bạn xem các bản tin phía sau của Thời báo.d sẽ phân tích chi tiết về việc này.